Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nga tiến quân như vũ bão. Phần lớn thời gian trong năm qua, lực lượng Nga đã mở nhiều cuộc tấn công vào các cứ điểm Ukraine, nhưng chỉ đạt được những thành quả hạn chế. Tuy nhiên, gần đây, Nga đã giành được một số ưu thế trên chiến trường. Tới tháng 10, Nga đã kiểm soát được nhiều đất nhất kể từ mùa hè năm 2022, theo tờ The New York Times. Trong tháng qua, lực lượng Nga chiếm được hơn 410 km vuông đất ở khu vực Donbass, gồm tỉnh Luhansk, Donetsk, vốn là mặt trận chính trong cuộc chiến hiện nay. Điều này cho phép Nga kiểm soát các thị trấn chiến lược neo giữ tuyến phòng thủ của Ukraine trong khu vực. Bắt đầu từ thành trì Vuleda, tỉnh Donetsk mà Nga đã giành được vào đầu tháng 10. Tuần qua, giao tranh giữa quân Nga và Ukraine vẫn diễn ra dữ dội ở thành phố Seledo, tỉnh Donetsk, nơi mà Kiev có nguy cơ thất thủ lớn. Seledo đã đóng vai trò bảo vệ trường phía nam của thành phố Kursk, và việc chiếm được Seledo sẽ giúp Nga bố trí pháo binh và bảo vệ các tuyến đường tiếp tế ở đó. Trong vài tháng trở lại đây, lực lượng Nga đã cố gắng đột phá các thành trì của Ukraine, chẳng hạn như Chasivya, khi Moscow được cho là đang tìm cách vượt qua một con kênh đào để vào thị trấn. Cạnh đó, Nga cũng đang tiến vào thành phố Kurashov từ ba hướng, tìm cách đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi thành phố. Giới chuyên gia cho rằng, nếu có thành quả ở những khu vực này, quân Nga sẽ bảo vệ được các bên sườn trước khi phát động một cuộc tấn công vào thành phố Kursk, tỉnh Donetsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Ukraine ở Donbass. Năm ngoái, cả Nga và Ukraine đều mở những cuộc tấn công lớn vào phòng tuyến của nhau, nhưng phần lớn đều thất bại. Tuy nhiên, thế bế tắc đó đã đặt nền tảng cho sự tiến triển gần đây của Nga. Bất kể là lợi ích thu được không đáng kể, các cuộc tấn công đó của Nga đã dần làm suy yếu quân Ukraine, đến mức quân Ukraine bị dàn mỏng, không còn có thể giữ được một số vị trí của mình, theo lời các quân nhân và nhà phân tích quân sự Ukraine. Theo ông Pasi Paronen, chuyên gia quân sự của nhóm Blackbird Group, chuyên phân tích cuộc chiến Nga-Ukraine có trụ sở ở Phần Lan. Tính đến thời điểm hiện tại, một nửa trong số diện tích mà Nga giành được ở Ukraine trong năm nay được thực hiện chỉ trong 3 tháng qua. Theo ông Paronen, đối với Ukraine, tình hình ở đông nam Donbass đang xấu đi nhanh chóng. Ông Paronen ví những cuộc tấn công không ngừng mà lực lượng Ukraine phải cố gắng chống trả như một trò chơi đập chuột với các điểm khủng hoảng mới xuất hiện nhanh hơn khả năng xử lý. Điều đó cho phép Nga nhanh chóng tiến quân bất cứ khi nào tìm thấy điểm yếu. Giải mã đà tiến như vũ bão của Nga ở Donbass. Giải mã đà tiến như vũ bão của Nga ở Donbass. Ông Vincent Touret, học giả của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp, đã chỉ ra nguyên nhân tiến quân thành công của Nga ở Donbass, bao gồm việc Nga tăng cường sử dụng bơm dẫn đường có sức công phá lớn, có thể phá hủy các vị trí kiên cố của đối phương, và Ukraine thiếu các công cụ vững chắc trong khu vực nơi giao tranh đang diễn ra. Ngày càng nhiều tuyến phòng thủ của Ukraine bị phá hủy, địa hình ngày càng thuận lợi cho các cuộc tấn công của Nga, và trên hết, Nga đã dùng hiệu quả bơm dẫn đường. Ba yếu tố này kết hợp lại để giải thích cho sự thành công của Nga dạo gần đây, ông Touret nhận định. Ukraine cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu quân nghiêm trọng khiến lực lượng nước này bị áp đảo trên chiến trường. Để giải quyết vấn đề này, Ukraine gần đây có kế hoạch huy động thêm 160.000 người với mục tiêu nâng biên chế của các đơn vị lên 85%. Các chuyên gia quân sự cho biết, bước tiến nhanh chóng gần đây của Nga ở Donbass còn cho thấy một điểm yếu khác của Ukraine, thiếu công sự. Sau khi chiếm được thị trấn chiến lược Vuhleda vào đầu tháng này, lực lượng Nga đã tiếp cận địa hình rộng mở với các tuyến phòng thủ thưa thớt của Ukraine. Chỉ trong tuần qua, Nga đã tiến quân khoảng 10 km về phía bắc của Vuhleda, tốc độ nhanh bất thường so với những thành quả trước đó. Tệ hơn nữa, Ukraine đã làm suy yếu các cứ điểm của mình ở Donbass bằng cách tái triển khai các đơn vị dày dặn kinh nghiệm ở đây đến tỉnh Kursk, Nga, nơi quân Ukraine đã mở rộng tấn công bất ngờ xuyên biên giới vào mùa hè này.
lực lượng Ukraine thường được thay thế bằng các đơn vị ít kinh nghiệm hơn và hiện đang phải vật lộn để chống lại các cuộc tấn công của Nga. Ông Turek lưu ý rằng nhiều đơn vị Ukraine tại tiền tuyến Donbass là lực lượng phòng vệ lãnh thổ của Ukraine. Lực lượng chủ yếu bao gồm những người dân thường tình nguyện chiến đấu với quân Nga vào năm 2022 mà thiếu sự huấn luyện và trang bị của các đơn vị quân đội chính quy. Ông Peronen nói rằng những bước tiến nhanh chóng gần đây của Nga vẽ nên bức tranh tổng thể mà chúng ta có về lực lượng Ukraine. Lực lượng dự bị ít, quá nhiều đơn vị có đào tạo bị kẹt ở Kursk và Nga còn đủ lực lượng để khai thác bất kỳ điểm yếu nào trong các tuyến của Ukraine. Nga không kích xuyên đêm vào thủ đô Kiev. Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức thành phố Kiev hôm 2 tháng 11 rằng Nga đã phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV mới nhất tại Ukraine, kéo dài từ nửa đêm tới giữa trưa, nhắm vào thủ đô Kiev. Ông Serhii Popko, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Kiev nói rằng các mảnh vỡ từ UAV bị bắn hạ đã rơi xuống 6 quận của thành phố, làm bị thương một cảnh sát, làm hư hại các tòa nhà dân cư và gây ra hỏa hoạn. Một đêm nữa, thêm một cảnh báo không kích và một cuộc tấn công bằng UAV, lực lượng vũ trang Nga lại tấn công Kiev theo chiến thuật cũ và quen thuộc, ông Popko viết trên mạng xã hội. Quan chức này nói rằng tất cả UAV nhắm vào Kiev đều đã bị bắn hạ. Sau vụ việc, công ty năng lượng DTEK Ukraine cho biết một đường dây cao thế cung cấp điện cho thủ đô và hai mạng lưới phân phối đã hư hại. DTEK nói rằng điện đã được khôi phục phần lớn và việc sửa chữa đang được tiến hành. Không quân Ukraine cho biết, ngày qua đã phá hủy 39 trên 71 UAV do Nga phóng vào Ukraine và 21 UAV bị mất tích, theo tờ Kyiv Independent. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky nói rằng các cuộc không kích cũng được báo cáo ở thành phố Poltava, miền trung Ukraine và các tỉnh Sumy và Kharkiv ở Đông Bắc. Năm nay, chúng tôi phải đối mặt mối đe dọa từ UAV Shahed hầu như mỗi đêm, đôi khi vào buổi sáng và thậm chí cả ngày, ông Zelensky cho biết. Theo các quan chức Ukraine, các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trong ngày 2 tháng 11 đã làm 5 người thiệt mạng và 68 người bị thương. Bên cạnh một người bị thương ghi nhận ở Kiev, hai tên lửa S-400 của Nga đã bắn trúng một đồn cảnh sát ở Kharkiv, khiến một cảnh sát thiệt mạng, 36 cảnh sát, 9 dân thường và một nhân viên cứu hộ bị thương trong vụ tấn công, theo Bộ Nội vụ Ukraine. Chính quyền địa phương cho biết các cuộc không kích làm hư hại 20 tòa nhà, cũng như hệ thống cung cấp nước và sưởi ấm, cùng 19 phương tiện. Bên cạnh đó, ông Ole Sinihubov, tỉnh trưởng Kharkiv nói rằng lực lượng Nga tấn công một tòa nhà dân cư 5 tầng ở thành phố Kupiansk, Kharkiv, làm 3 người bị thương. Tại Kherson, lực lượng Nga nhắm vào 15 khu định cư, khiến 7 người bị thương. Tỉnh trưởng Kherson Oleksandr Prokudin cho hay, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 2 tháng 11 báo cáo rằng Nga tổn thất 697.680 binh sĩ kể từ đầu xung đột, bao gồm 1.270 thương vong trong 24 giờ qua. Nga chưa bình luận về thông tin trên. Tổng tư lệnh Ukraine, Kiev đang phải đối mặt một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất từ Nga. Ngày 2 tháng 11, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Syrsky nói rằng Ukraine đang ngăn chặn một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của Nga kể từ đầu chiến sự. Các hoạt động thù địch vẫn tiếp diễn ở một số khu vực đòi hỏi phải liên tục đổi mới nguồn lực cho các đơn vị Ukraine, ông Syrsky nói sau cuộc họp với Phái đoàn Lực lượng Vũ trang Cộng hòa, Séc. Ông Sikri đưa ra phát ngôn trên trong bối cảnh Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine báo cáo về 126 cuộc đụng độ trên tiền tuyến trong ngày 2 tháng 11, trong đó Nga tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công trên khắp mặt trận phía đông, chủ yếu là tại các trục Torez, Kurakhov và Pokrov, Donetsk, nơi Ukraine thua kém về số lượng và hỏa lực. Nga kiểm soát hai khu định cư ở Donetsk và Kharkiv. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, quân đội nước này ngày 2 tháng 11 giành quyền kiểm soát hai khu định cư ở Donetsk và Kharkiv, theo hãng thông tấn TASS. Các đơn vị của nhóm chiến đấu trung tâm đã kiểm soát khu định cư Kurakhovka ở Donetsk. Các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Tây đã kiểm soát khu định cư Petrochavnevo ở Kharkiv nhờ các hoạt động tấn công thành công, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga. Trong ngày, nhóm tác chiến phương Bắc của Nga gây ra khoảng 60 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy một kho đạn dược của đối phương trong khu vực do nhóm này phụ trách ở Kharkiv. Tại khu vực do nhóm tác chiến phía Tây của Nga phụ trách, quân đội Ukraine thiệt hại 470 binh sĩ, một xe tăng, hai xe bọc thép chở quân, bốn xe cơ giới, một hệ thống pháo tự hành Grad, một pháo lựu M-198 và nhiều lựu pháo. Nhóm tác chiến phía Nam của Nga ngày 2 tháng 11 cải thiện vị trí chiến thuật và gây ra khoảng 800 thương vong cho quân đội Ukraine trong khu vực do nhóm này chịu trách nhiệm. Tương tự, các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu trung tâm của Nga gây ra khoảng 535 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy một xe bọc thép chở quân, ba xe chiến đấu bọc
bọc thép, 3 xe cơ giới, một hệ thống pháo phản lực Grad cùng nhiều vũ khí, khí tài của đối phương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại khu vực do nhóm tác chiến phía đông của Nga kiểm soát, thiệt hại của Ukraine trong 24 giờ qua là 11 binh sĩ, 1 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe chiến đấu bọc thép, 10 xe cơ giới, một hệ thống pháo tự hành Paladin và một khẩu pháo Kesa. Nhóm tác chiến Donetsk của Nga ngày qua cũng gây tổn thất cho Ukraine 65 binh sĩ. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này ngày 2 tháng 11 phá hủy một khu phức hợp của nhóm dân tộc chủ nghĩa Kraken của Ukraine. Theo bộ này, sở chỉ huy Kraken là một trong số nhiều mục tiêu mà quân đội Nga đã tấn công gần đây, bao gồm một địa điểm năng lượng được quân đội Ukraine sử dụng, một sân bay, một kho nhiên liệu quân sự và một xưởng chế tạo UAV. Theo đài RT, Kraken là một trung đoàn biệt kích hoạt động theo dưới sự chỉ huy của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, HUR. Trung đoàn này được thành lập vào năm 2022 từ các cựu thành viên của tiểu đoàn Azov và các sĩ quan tình báo khác. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!